quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Dân Việt. Thưa quý vị, nếu ở các địa phương khác, thờ cúng loài chó mang ý nghĩa thờ thần canh cổng, trông nhà coi cửa, giúp trừ tà, cầu phúc, thì việc thờ cúng thiên cầu ở hai thôn Phổ Trung, Phổ Đông, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế mang một ý nghĩa khác. Dân làng nơi đây luôn tin rằng, sở dĩ anh em Ngô Đình Diệm phải tàn đời một cách tức tưởi là bởi họ đã đập phá miếu thiên cầu, cướp bức tượng linh cầu hết sức linh thiêng về làm của riêng. Hễ bất kỳ người nào dám mạo phạm đến ngôi miếu linh thiêng ấy đều phải trả giá. Câu chuyện về giai thoại linh thiêng quanh miếu thờ này có gì đặc biệt? Hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Ngay khi tìm tới đầu làng, hai thôn Phổ Trung, Phổ Đông, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, người ta sẽ bắt gặp hai ngôi miếu thờ chó đá mà những người dân ở đây thường gọi với cái tên gọi đầy tôn kính là Ngài. Ở trong ngôi miếu nhỏ được xây dựng chắc chắn với bệ thờ, trên có mái che để bảo vệ cho Ngài. Trong miếu có đĩa dâng, nhang đèn, chầu cau. Ngày rằm, mùng 1, bà con hai thôn thường tới lễ rất đông. Hai ngôi miếu tuy nhỏ nhưng được chăm nom cẩn thận. Nếu như miếu thờ ở thôn Phổ Đông là hình tượng chó đá màu vàng với dáng ngồi khoan thai, tai dựng, mắt nhìn thẳng về phía trước, miệng há, lưỡi lè, thì tượng chó đá ở thôn Phổ Trung có màu đen, hơi nhổm bằng bốn chân, đuôi vắt vẻo, được dân làng che bằng bốn tấm khăn đỏ. Theo lời những bậc cao niên trong hai thôn miếu thờ Thiên Cầu đã tồn tại cách đây hàng trăm năm, từ thời các vị vua nhà Nguyễn trị vì. Không giống nhiều nơi khác, việc thờ chó đá tại hai thôn này gắn liền với những giai thoại ly kỳ về thiên khuyển được trời ban xuống trần gian, được nhân dân trong thôn truyền miệng cho con cháu từ đời này sang đời khác. Giải thích cho việc lựa chọn loài chó làm con vật linh thiêng, nhiều người dân trong thôn Phổ Đông nói rằng, theo lời người xưa kể lại, ngày ấy do các điện thờ linh thiêng, làng đối diện chiếu qua nên trong thôn không có người đỗ đạt, thành danh. Miếu Thiên Cầu tại Phổ Trung và Phổ Đông chỉ là một cái am thờ nhỏ với đôi ba thức bánh trái giản đơn. Nhưng bất cứ người dân nào nơi đây khi qua ngôi miếu này đều phải gật đầu xá, đi thật chậm ngang qua. Sở dĩ vậy vì miếu Thiên Cầu tại nơi đây gắn liền với nhiều huyền tích ly kỳ về tượng chó báo thù. Cụ Nguyễn Văn Sang, 86 tuổi, được mệnh danh là Già Làng, pho từ điển dân gian sống của vùng đất này. Ông Sang kể lại rằng, xưa kia, dân làng hai thôn này đều rất nghèo. Dù chăm chỉ làm ăn, nhưng mấy trăm năm qua, dân làng này vẫn nghèo cứ hoàn nghèo. Đã vậy, người dân còn nơm nớp lo sợ vì những vụ hỏa hoạn lạ kỳ cứ liên tục xảy ra. Mà mỗi khi nhà nào bị cháy là lửa bốc lên dữ dội, không có gì dập tắt nổi. Người dân chỉ biết lắc đầu nhìn tài sản cả đời dành dụm phút chốc bị thiêu trụi trong biển lửa. Có khi, lửa còn liếm sang các nhà khác, gây cảnh cháy liên hoàn, khiến người dân vô cùng hoang mang và hoảng sợ. Họ không biết đến bao giờ ngọn lửa yêu nghiệt này sẽ đến và đem đi những gì họ đã dày công gây dựng. Trong làng có một người đàn ông làm nghề trái lưới. Ông nổi tiếng hiền lành và hết mực chăm chỉ làm ăn, nhưng không hiểu sao vẫn cứ đi về lẻ bóng. Hôm ấy, ông Ngư ngồi ăn cơm, bỗng đâu lửa phừng phừng cháy, nhà gần bờ sông nên dân làng túa đến múc nước sông dập lửa. Nhưng càng đổ nước, lửa lại càng cháy mạnh. Ông Ngư quỳ xuống trước ngọn lửa dữ, lâm dâm khấn nguyện. Dù dân làng có lôi ông đi khỏi vùng nguy hiểm, ông vẫn cương quyết quỳ tại đó. Khi ngọn lửa gần nuốt chửng ông Ngư, thì có một bóng đen, con chó đen lao tới, sủa lên ba tiếng dài, ngọn lửa như bị hút vào một chiếc bình. Vùng cháy bỗng tắt lịm trong chớp mắt. Dân làng thất kinh, liền mời thầy Pháp về bàn điềm. Thầy bảo rằng, gia đình ông Ngư có lần đã cứu sống một con chó bị thương bên đường, đó chính là Thiên Cầu mắc đọa trần gian. Vì lòng nhân ái đó nên ông Ngư đã nhận được phước lành. Nghĩ Thiên Cầu là vị thần hộ cho làng, người dân đã cho đúc tượng, lập miếu thờ Thiên Cầu cho đến ngày hôm nay. Câu chuyện kể trên được người lớn lẫn trẻ con nơi đây đều thuộc nằm lòng. Nhưng lạ một điều là chỉ có Phổ Đông và Phổ Trung tại xã Phổ Thượng là thờ tượng chó đá. Theo cụ Lê Thanh An, 67 tuổi, ngụ tại Phổ Đông, thì từ xa xưa, Phổ Đông và Phổ Trung bị một điện thờ linh thiêng ở phía đằng đông của làng, bên chiếu trực, diện lên trên lối đi vào hai thôn, khiến vùng này không có người đỗ đạt, thành danh, dân trong làng cứ quẩn quanh đói nghèo, không khá lên nổi.
Các bô lão trong làng sau nhiều lần suy tính đã phát hiện ra điều này và ngay lập tức đã rước tượng Thiên Cầu về lập miếu thờ, hướng về phía điện thờ linh thiêng của làng bên để phá thế bị chiếu. Từ đó, dân làng Phổ Trung và Phổ Đông mới có tục thờ Thiên Cầu. Lý thuyết về thuật phong thủy để giải thích cho việc thờ tượng chó đá này có vẻ khoa học và thuyết phục hơn. Vì theo tìm hiểu của chúng tôi, trong cuốn Les Apôtres Cadieri, Claude Janssens et Pratis, Religieuses des Vietnamiens, tập 2, Eco Frenais, Extreme Orient, 1992, trang 132-133, Linh Mục Cadier, 1918, có ghi chép lại. Làng Nam Phổ Đông nằm trên đường từ Huế ra Thuận An, có chôn hai con chó đá, một con để chắn hướng đòn ngang của ngôi đình làng Phổ Khê nằm gần đó, con kia để chắn hướng một con đường chạy qua bãi Tha Ma. Từ xa xưa, người dân ở thôn Phổ Trung luôn tin tưởng vào sự linh thiêng của miếu Thiên Cầu. Người dân nơi đây đều tin rằng miếu thờ đã tồn tại hàng trăm năm, đã cùng con dân trong thôn trải qua nhiều biến cố, gắn bó với mảnh đất thôn Phổ Trung nên nó đã kết tinh, tập trung linh khí của trời đất. Niềm tin mãnh liệt đó được minh chứng qua những câu chuyện ly kỳ của nhiều người từng liên quan đến miếu Thiên Cầu. Những câu chuyện gieo nhân nào gặt quả ấy và sự trừng phạt khi mạo phạm đến ngài Thiên Cầu luôn được người dân trong thôn khẳng định, tin tưởng và lan truyền đến tận ngày nay. Thưa quý vị, dù biết rằng những câu chuyện nhuốm màu tâm linh mà dân làng hai thôn Phổ Trung và Phổ Đông vẫn luôn tin tưởng, nhưng khi đã tin vào chuyện nhân quả, nếu làm việc xấu thì đó cũng là cách răn dạy để người dân luôn rèn luyện bản thân, sống tốt đẹp hơn. Và đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo trên kênh YouTube Báo Dân Việt.